Xin chào các bạn. Bữa nay là cái gì? Cái này là món mơ muối nè. Mơ muối hả? Mơ muối là cái chắc gì? Là chắc chắn nó sẽ mặn đúng không? Đã có từ muối đúng không? Không biết. Phải thử đi. Kỳ quá bà. Ngon, ngon không? Ngon. Thôi bà đừng có lừa tôi. Tốt cho sức khỏe nữa. Không, không ăn đi. Hình như là quả, theo mình biết là quả mơ rất là chua. Ừ. Thôi đi mày đứng đừng nói nữa. Mình chơi game thử đi, chơi game đứa nào thua thì sẽ phải ăn cái này. Ok. Ok. Game chơi game, game gì nhưng mà đánh nhận đi hết. Giờ là Kenyoko Nyoki. Cái gì vậy? Kenyoko là măng á. Măng chúng ta sẽ làm như thế này đúng không? Thì có 4 người, hôm nay có 4 người chơi thì chúng ta sẽ hô từ 1 đến 4. Ai sẽ là người hô số 4 thì sẽ bị loại ăn cái này. Hoặc là 2 người cùng hô 4, hoặc là 3, hoặc là 2 cùng lúc thì sẽ bị lại và ăn hơn. Như thế này là anh phạt hả? Đúng rồi. Ok. Chờ thử nha, cố lên. Sẽ không thua. Bắt đầu. Takenoko, Takenoko, Yonki. Trường hợp này là Ichi là ai hôn một vậy? Thôi mình chơi ba ván đi. Để chọn thì để chọn ra người cuối cùng. Đây là 4 người cùng ăn thì sao? Vậy là giả sử như người, nếu mà người tôi hai người hôn một lúc là coi như là thua. 100 cũng cuối cùng là thua. Dạ. Vậy là phải theo thứ tự là 1 2 3 4. Đúng. Bây giờ ván thứ hai bắt đầu. Thì là gì ạ? Thì đó chúng ta là sao nhỉ? Takenoko, Takenoko, Yonki. Ichi. Vậy là hai người bị hai người hai mỗi người một trái. Vậy là mỗi người một trái nữa. Thôi mình đủ 4 người rồi mình ăn luôn ha. Ủa gì ha? Phải liên tục luôn hả? Miếng bự lên. Ngon. Không chua lắm, không chua lắm. Thôi mình đang lẽo phải phải dấu biểu cảm cho người khác đã ăn. Ngon. Biểu cảm. Cũng ngon mà. Nếu xin mũi là khô thì chắc này là tươi. Đồ bỏ đảo luôn là cắn một miếng thì là ăn rất là ngon, nhưng mà ăn một trái là không thể nào. Chua quá chua. Các bạn cảm thấy món mơ muối như thế nào ạ? Quá là cực hình. Mấy tôi nói là một cực hình. Ngon mát, ngon mát. Mà hồi xưa nó cũng ngon ngon á. Ngon mát. Các bạn ăn đi. Bạn nghĩ đó là món có gà sức khỏe này, các bạn nhớ thử nha. Chính xác. Chào các bạn. Chào các bạn, các bạn nhìn chương trình sau.